Cái gì ngộ lạ vậy quý khách? Đăng ký cho em một like nha. Em bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Hôm nay có ông anh ông gửi cái Samsung cổ con này thì em bán giá công khai 100.000 chưa bao gồm phí ship ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Lúc ổng nó ở nhà thì ổng thử ok, sau đem nó đây thì mình ghim điện mà nó nghe ríu ríu ríu, màn hình nó bị sọc sọc ha, rồi tháo điện ra luôn. Và đồng thời nó có cái mùi hơi khét khét gì trong đây nè ha. Có thể là hôm qua để gần gần chỗ đó mưa nó văng vô rồi quên ghim điện vô, có không chừng, có thể là thằng lằn không chừng ha. Nói chung là nó bị hơi quy lỗi nha. Samsung điện trăm bon 220 14 inch quá, em nghĩ con này là 14 inch. Vỏ bọng thì ok, không bởi ha. Giờ có anh em nào, cô chú nào có giờ mua xác lấy linh kiện ha, lo chẳng hạn như lo hay lấy nguồn hay lấy gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Đây em bắt thử cho quý khách nó nghe ríu ríu gì nè, ớn quá. Đó, nó nghe ríu 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 á. Không, nó không lên màn hình luôn. Rồi ok ha, quý khách nào nhớ nha, lưu ý giùm em con này là bị hư nha, lấy xác thôi nha, bán 100.000. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ em qua Zalo, Facebook nha. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.